cam là một loại quả rất giàu chất dinh dưỡng. Người ta tính ra trong mỗi 100g quả cam có chứa tới 87,6g nước, 1.104mg carotin, 30mg vitamin C, 10,9g chất tinh bột, 93mg kali, 26mg canxi. Cây cam có tuổi thọ từ 50 đến 60 năm, có cây có thể sống được 100 năm nếu được chăm sóc tốt. Có nhiều tài liệu cho rằng cam có thể có nguồn gốc từ phía Nam Trung Quốc, Đông Bắc Ấn Độ và một số nước khác thuộc Đông Nam Á. Trong hàng trăm năm, cam đã được lai tạo và nhân giống trên khắp thế giới. Một cây cam trưởng thành có thể cao từ 5 đến 15 mét, thân có hình trụ, phân thành nhiều cành, các cành chính có độ cao từ 60 đến 120cm so với mặt đất. Lá cam mọc so le, có răng cưa, cuống có cánh, rộng khoảng 4 đến 10mm. Lá cam non có màu xanh nhạt, khi trưởng thành sẽ đậm dần, quả cam mọng nước có màu xanh hoặc cam, thịt có màu vàng, cam hoặc đỏ, tùy vào giống của cam. Cả vỏ và lá cam thì đều có những tuyến tinh dầu đặc trưng của cam. Cam thường nở hoa vào mùa xuân, mỗi lần nở thường rất nhiều hoa, thế nhưng chỉ một số lượng nhỏ phát triển thành quả. Hoa cam thường có màu trắng nhỏ, mọc thành chùm, có mùi thơm nhẹ và dễ chịu. Hiện tại quả cam được chia thành cam ngọt và cam đắng. Các giống cam ngọt thường được sử dụng như một món ăn nhẹ và là thành phần cho các món ăn khác. Mặt khác, cam đắng có vị đắng, khô nhưng rất thơm và thường được sử dụng để làm mứt, kẹp và các loại rượu hương cam. Cụ thể, một số dinh dưỡng được tìm thấy trong cam như calo 84,6mg, vitamin C 69,7mg, vitamin A 405IU, vitamin E 0,3mg, vitamin B6 0,1mg, chất xơ 4,3mg, carbon hydrate 21,1g, đường 16,8g, thiamin 0,2mg, riboflavin 0,1mg, niacin 0,5mg, folate 54mg, acid pantothenic 0,5mg, choline 15,1mg, canxi 72mg, sắt 2,2mg, magie 18mg, phosphor 25,2mg, kali 326mg, selen 0,9mg, đồng 0,1mg và protein 1,2g. Cam chứa nhiều chất xơ và chất dinh dưỡng có thể hỗ trợ tăng cường sức khỏe tổng thể. Loại quả này cũng chứa nhiều vitamin C, có thể giúp cơ thể chống lại các gốc tự do một cách hiệu quả. Thực tế, một quả cam có thể cung cấp 100% lượng vitamin C cơ thể cần mỗi ngày. Ngoài ra, cam cũng là một nguồn vitamin A, vitamin B, đồng, canxi, kali và magie rất cao. Do đó, duy trì thói quen ăn một quả cam mỗi ngày có thể đem đến những lợi ích bất ngờ cho cơ thể, ví dụ như sức khỏe đường ruột được cải thiện. Theo một số nghiên cứu, việc ăn cam hàng ngày có thể tác động tích cực đến hệ vi sinh vật đường ruột của chúng ta. Nó cũng làm giảm lượng glucose, độ nhạy insulin và cholesterol xấu. Nước cam hoạt động như một prebiotic và thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn đường ruột, rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể. Cam hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Để đạt được mục tiêu giảm cân của mình, chúng ta cần phải tập thể dục và có một chế độ ăn uống cân bằng. Điều này có nghĩa là ăn tất cả các chất dinh dưỡng mà cơ thể cần để hoạt động bình thường. Theo nghiên cứu, cam rất giàu chất dinh dưỡng thiết yếu. Bằng cách chỉ ăn một quả cam mỗi ngày, chúng ta có thể nạp vào cơ thể một tỷ lệ lớn các loại chất dinh dưỡng thiết yếu. Một quả cam cỡ trung bình cung cấp cho cơ thể chỉ 60 calo, nhưng lại có thể cung cấp đến 3g chất xơ. Chất xơ mang lại những lợi ích như tăng cường sức khỏe đường ruột, giảm hấp thu cholesterol xấu và giảm nguy cơ bệnh tim. Đồng thời, nó cũng làm chậm quá trình cơ thể chúng ta hấp thụ đường. Ngoài ra, việc nạp chất xơ vào cơ thể giúp chúng ta cảm thấy no lâu hơn, từ đó giúp hỗ trợ đắc lực cho quá trình giảm cân. Một lưu ý nữa là chúng ta cần ăn cam thay vì chỉ uống nước ép, bởi thịt cam là nơi chứa hầu hết các chất xơ. Đẩy mạnh quá trình tổng hợp collagen. Một quả cam cung cấp khoảng 70mg vitamin C. Chất dinh dưỡng này có những lợi ích đáng kinh ngạc như cải thiện sự hấp thụ sắt, chống viêm, giảm huyết áp. Bên cạnh đó, nó cũng thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen. Collagen là một loại protein mà cơ thể chúng ta sản xuất. Nó tham gia vào cấu trúc cho các mô và các quá trình quan trọng khác như sửa chữa mô và phản ứng miễn dịch. Khi chúng ta già đi, quá trình sản xuất collagen của cơ thể chậm lại và độ đàn hồi dẻo dai của các mô bị mất đi dẫn đến lão hóa. Tình trạng dễ nhận ra nhất là làn da của chúng ta bị chảy xệ và khô ráp. Không thể ngăn chặn hoàn toàn sự mất collagen vì đó là một phần của việc già đi, nhưng chúng ta có thể cố gắng làm chậm quá trình này bằng cách ăn một quả cam mỗi ngày. Duy trì thị lực. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, bằng cách ăn một quả cam mỗi ngày, bạn có thể giảm 60% nguy cơ phát triển bệnh thoái hóa điểm vàng. Đây là một bệnh về mắt có thể làm mờ tầm nhìn, đến mức đeo kính cũng không thể hỗ trợ được nhiều. Tình trạng này thường xảy ra do quá trình lão hóa tự nhiên. Vitamin C rất quan trọng đối với thị lực của chúng ta vì nó góp phần tạo ra các mạch máu khỏe mạnh trong mắt và giúp chống lại bệnh đục thủy tinh thể.
tim mạch, não bộ được bảo vệ hiệu quả. Theo một nghiên cứu, người có mức vitamin C trong máu ở ngưỡng bình thường đã có thể đem đến những lợi ích cho khả năng tập trung và trí nhớ. Cam có thể giúp trí óc vẫn duy trì được sự nhạy bén khi chúng ta già đi. Theo tính toán, một quả cam cỡ trung bình cung cấp lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày mà cơ thể chúng ta cần để duy trì sức khỏe. Vitamin thiết yếu này cũng là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, chống lại các gốc tự do có thể gây tổn thương cho các tế bào não. Ngăn ngừa ung thư. Nước cam có chứa hợp chất D-limonene đã được chứng minh là có hiệu quả trong việc ngăn ngừa một số bệnh ung thư như ung thư vú, ung thư ruột kết, ung thư phổi và ung thư da. Ngoài ra, vitamin C trong cam cũng hoạt động như một chất chống oxy hóa và bảo vệ các tế bào khỏi các gốc tự do trong cơ thể. Bên cạnh đó, hàm lượng chất xơ cao có thể ngăn ngừa ung thư đại tràng và hỗ trợ hệ thống tiêu hóa khỏe mạnh. Hỗ trợ hạ huyết áp. Một trong những công dụng của nước cam phổ biến là hỗ trợ làm hạ huyết áp. Cam rất giàu kali, có thể làm giảm căng thẳng trong mạch máu và hạn chế tác dụng của natri, giúp hạ huyết áp một cách tự nhiên. Ngoài ra, kali trong cam có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, bảo vệ tim và chống lại các cơn đột quỵ. Phòng chống viêm khớp dạng thấp. Cam chứa một nguồn vitamin C dồi dào, có thể hỗ trợ làm giảm viêm đau khớp và viêm khớp. Ngoài ra, hoạt chất phytonutrient zeaxanthin và beta-glucosanthin có trong cam có thể hỗ trợ chống lại tình trạng oxy hóa, chống viêm và ngăn ngừa tình trạng viêm đa khớp. Theo một số nghiên cứu, uống một ly nước ép cam mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ phát triển bệnh viêm khớp dạng thấp. Ngăn ngừa sỏi thận. Nhờ vào hàm lượng vitamin C cao mà nước cam được cho là thực phẩm thân thiện với thận. Sử dụng nước cam thường xuyên được cho là có thể làm tăng lượng citrate trong nước tiểu. Thiếu hụt citrate được cho là có nhiều nguy cơ gây sỏi thận. Do đó, cam có thể làm tăng nồng độ citrate trong nước tiểu một cách tự nhiên, từ đó làm giảm nguy cơ sỏi thận. Ngoài ra, nước cam cũng giúp ức chế sự hình thành sỏi thận bằng cách giảm sự kết tinh của axit uric. Hỗ trợ khả năng sinh sản của nam giới. Nồng độ axit folic và vitamin C dồi dào có trong cam được cho là có lợi cho sức khỏe tình dục của nam giới. Cam cũng giàu chất chống oxy hóa có thể bảo vệ tinh trùng khỏi các tổn thương di truyền, gây dị tật bẩm sinh tinh trùng. Một số nghiên cứu cho biết, sử dụng cam thường xuyên có thể làm tăng nồng độ testosterone và cải thiện khả năng sinh sản ở nam giới. Tương tự, một số nghiên cứu về khả năng sinh sản và tình trạng vô sinh ở nam giới cho biết, bổ sung vitamin C có thể làm tăng sản xuất oxit nitric, giúp cải thiện sự giãn mạch và cương cứng ở dương vật của nam giới. Do đó, sử dụng cam thường xuyên được cho là có thể cải thiện sức khỏe tinh trùng và khả năng quan hệ tình dục cho nam giới. Tốt cho da và tóc. Vitamin C có trong nước cam giúp kích thích sản xuất collagen. Collagen là một thành phần thiết yếu để duy trì mái tóc và làn da khỏe mạnh. Nếu một người thường xuyên bị rụng tóc, tóc yếu hoặc dễ gãy rụng thì nên ăn một quả cam mỗi ngày để thúc đẩy sự phát triển của tóc. Ngoài ra, hàm lượng vitamin C cao có thể giúp da chống lại quá trình lão hóa tự nhiên hoặc do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Bên cạnh đó, việc tăng cường sản xuất collagen có thể cải thiện độ đàn hồi của da và hỗ trợ làm giảm nếp nhăn. Cách uống nước cam đúng mỗi ngày. Sử dụng nước cam thường xuyên rất tốt cho sức khỏe, thế nhưng việc tiêu thụ cam chỉ nên dừng lại ở một mức độ vừa phải. Ăn quá nhiều cam trong một ngày có thể dẫn đến chứng khó tiêu, đau bụng, thậm chí là tiêu chảy. Ngoài ra, cam cũng chứa một nồng độ axit cao, nếu tiêu thụ quá mức có thể dẫn đến chứng ợ nóng hoặc trào ngược. Do đó, điều quan trọng là sử dụng cam với liều lượng phù hợp đối với thể trạng cơ thể và tình trạng sức khỏe. Mặc dù không có nghiên cứu cụ thể về liều lượng và cách thức sử dụng cam đúng đắn, tuy nhiên bạn có thể tham khảo một số lưu ý về cách sử dụng cam như sau. Uống nước cam vào buổi sáng khi bụng rỗng và chưa ăn sáng, đây là thời gian tốt nhất để thanh lọc cơ thể. Do đó, sử dụng cam lúc này có thể giúp cơ thể loại bỏ các chất thải và cải thiện quá trình chuyển động của ruột. Uống nước cam hoặc ăn một quả cam mỗi ngày để giảm 14% nguy cơ mắc bệnh béo phì. Kết hợp cam với thịt, đậu lăng và thịt dăm bông sẽ giúp cơ thể đồng hóa chất sắt tốt hơn. Bệnh nhân thiếu máu nên uống nước cam mỗi ngày để tích hợp sắt và hạn chế nguy cơ thiếu máu. Mặc dù cam ít calo, nhưng ăn nhiều cam trong một ngày có thể dẫn đến tăng cân. Người bệnh trao ngược dạ dày thực quản hoặc bị ợ nóng nên tránh sử dụng quá nhiều cam, điều này có thể khiến các triệu chứng trở nên nghiêm trọng. Cam chứa hàm lượng kali cao, do đó tiêu thụ quá nhiều cam có thể khiến chức năng thận hoạt động không tốt, không thể lọc hết kali ra khỏi máu có thể dẫn tới tử vong. Nói chung, trong tình trạng sức khỏe bình thường, người dùng có thể sử dụng một quả cam mỗi ngày, không quá 200mg. Đối với người có các bệnh lý tiềm ẩn, nên cân nhắc khi sử dụng cam hoặc trao đổi với bác sĩ chuyên môn để có liều lượng sử dụng phù hợp. Cam là một loại trái cây phổ biến và mang lại nhiều giá trị lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, việc bổ sung cam cần hợp lý để tránh các rủi ro không mong muốn. Những đối tượng đặc biệt đang sử dụng thuốc hoặc các liệu pháp điều trị khác nhau nên trao đổi với bác sĩ trước khi sử dụng cam.